Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh youtube của chúng tôi. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Thị trấn nhỏ Adipka đã trở thành trung tâm cuộc xung đột ở Ukraine. Mặc dù Kiev vẫn nắm quyền kiểm soát thị trấn này, nhưng nó đã bị quân đội và pháo binh Nga bao vây từ ba phía. Cả hai bên đều đối mặt với thương vong nặng nề. Lính bắn tỉa Ukraine có biệt danh là Best đã kể lại cảnh tượng kinh khủng trên chiến trường, nơi mà những người lính thiệt mạng chỉ nằm đó và chết cóng. Sĩ quan của nhóm lực lượng đặc biệt Omega cho hay từ một ngôi nhà cách chiến tuyến vài km ở khu vực Donetsk, miền đông Ukraine. Không ai sở tán họ, không ai đưa họ đi. Best nói, có cảm giác như mọi người không có nhiệm vụ cụ thể, họ cứ đi và chết. Teren, chỉ huy một đơn vị trinh sát máy bay không người lái của Ukraine trong thị trấn nói rằng ngay cả khi chúng tôi có thể loại bỏ từ 40 đến 70 binh lính bằng máy bay không người lái trong một ngày, thì ngày hôm sau họ, tức người Nga, sẽ tăng cường lực lượng và tiếp tục tấn công. Người này cho biết, trong 18 tháng chiến đấu quanh thị trấn, các phi công thuộc lữ đoàn cơ giới 110 đã hạ ít nhất 1.500 lính Nga. Tuy nhiên, đối phương vẫn tiếp tục điều quân đến. Tại một vị trí khai hỏa cách Adipka 90 phút về phía bắc quanh thị trấn Bakhmut, khoang chứa đạn của lựu pháo Paladin do Mỹ cung cấp hoàn toàn trống rỗng các binh lính không có đạn pháo để khai hỏa. Một đợt vận chuyển sau đó đã mang tới 4 quả pháo, nhưng không có quả nào gây tổn thất lớn cho Nga. Chỉ huy Lữ đoàn Cơ giới số 93 của Ukraine có biệt danh là Kosa cho hay, 10 đấu 1 là sự khác biệt giữa nguồn cung pháo của Nga và Ukraine. Trong khi đó, sự hỗ trợ của Mỹ cho Ukraine bao gồm cả các loại đạn pháo mà Kiev đang rất cần, dường như không còn được đảm bảo. Các gói hỗ trợ tương lai vẫn mắc kẹt tại Quốc hội và nỗi ám ảnh nếu ông Trump người phản đối việc hỗ trợ cho Ukraine trở thành tổng thống, đã làm gia tăng thêm sự không chắc chắn này. Khoảng 200 phương tiện này đã được Mỹ cam kết cung cấp cho Ukraine, nhưng hàng chục xe Bradley đã bị hư hại và bị phá hủy trong giao tranh. Terren đã nói thẳng rằng Ukraine không có đủ vũ khí và trang thiết bị để đối phó với Nga. Phi công Ukraine buộc phải trở nên linh động và sáng tạo hơn để xoay sở với nguồn lực hạn chế của mình. Dù vậy, chỉ huy này đánh giá, trong giai đoạn đầu xung đột, lợi thế của Nga về UAV lớn gấp 10 lần chúng tôi. Hiện nay, Tôi nghĩ chúng tôi là một đối thủ đáng gờm với UAV. Chúng tôi đã bao quát bầu trời cả ngày lẫn đêm. Các cuộc tấn công của Nga không có dấu hiệu dừng lại. Điều đó tức là Adipka giờ đã trở thành cuộc đua về số lượng vũ khí, Best nói. Để cân bằng quân số vượt trội của Nga, giới lãnh đạo Ukraine dưới áp lực từ các tướng lĩnh hàng đầu đất nước đang cân nhắc huy động thêm nửa triệu quân để củng cố hàng ngũ quân đội. Tuy nhiên, nhập ngũ là một chủ đề nhạy cảm. Tổng thống Ukraine có quyền thực thi việc huy động thêm binh lính hiện chỉ giới hạn ở những người trên 27 tuổi, nhưng đã chọn cách tìm kiếm sự chấp thuận của quốc hội. Trong khi đó, giao tranh ở chiến trường IDK vẫn diễn ra ác liệt. Sĩ quan nhóm lực lượng đặc biệt Omega có tên Sayer nói, chúng tôi đang làm mọi thứ khả thi và bất khả thi để giữ vững phòng tuyến. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng chúng tôi đang ở trên đất của mình, chúng tôi không còn gì để mất. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 23 tháng 1 nhận định giao tranh tại Ukraine trở thành cuộc xung đột xoay quanh đạn dược và điều quan trọng là các thành viên liên minh phải tích đạn đầy kho trong lúc tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine. NATO ký thỏa thuận mua đạn pháo 155mm trị giá 1,1 tỷ euro, khoảng 1,2 tỷ đô la Mỹ thay mặt cho một số thành viên của liên minh. Những nước này sẽ chuyển đạn cho Ukraine hoặc lấp đầy kho đạn vốn đã cạn kiệt. Theo các quan chức NATO, thương vụ này sẽ cung cấp khoảng 220.000 quả đạn pháo và lô hàng đầu tiên dự kiến được chuyển vào cuối năm 2025. Số đạn này sẽ do một công ty Pháp và một doanh nghiệp quốc phòng Đức cung cấp. NATO năm ngoái đưa ra kế hoạch tăng cường sản lượng ngành công nghiệp quốc phòng và đã ký các hợp đồng mua đạn chung với trị giá khoảng 10 tỷ đô la Mỹ trong số các hợp đồng đã ký có thỏa thuận mua tới 1.000 đạn tên lửa Patriot sản xuất tại châu Âu được ký hồi tháng 12 năm 2023. Các quốc gia châu Âu tìm cách bổ sung kho đạn và tăng sản lượng của ngành công nghiệp quốc phòng trong lúc diễn ra hoài nghi về hỗ trợ cho Ukraine trong tương lai của Mỹ. Tổng thư ký NATO tuyên bố các bên ủng hộ Ukraine sẽ tiếp tục hỗ trợ vũ khí và đạn dược mà nước này cần. Ông Stoltenberg ngày 23 tháng 1 thừa nhận NATO không nhận thấy bất cứ mối đe dọa nào từ Nga đối với thành viên của liên minh. Ông Stoltenberg cho biết, chúng tôi làm tất cả điều này để đảm bảo liên minh đủ lực lượng, khiến Nga không tính toán sai lầm hoặc đánh giá thấp sự sẵn sàng của NATO trong việc bảo vệ từng tốc lãnh thổ của liên minh, và sẽ không có bất cứ cuộc tấn công nào nhằm vào lãnh thổ NATO khi chúng tôi làm điều này. Trước đó, NATO thông báo sẽ cử 90.000 quân tập trận lớn nhất kể từ chiến tranh lạnh để đề phòng Nga tấn công. Cụ thể, các binh sĩ tham gia tập trận sẽ mô phỏng quá trình NATO và Thụy Điển đưa nhân sự đến châu Âu, cũng như tham gia tập trận trên thực địa. Tuy NATO không đề cập đến Nga trong bản thông báo của mình, nhưng tài liệu chiến lược hàng đầu của kế hoạch tập trận trên xác định Nga là mối đe dọa trực tiếp và quan trọng đối với an ninh của các quốc gia thành viên NATO. Trọng tâm đặc biệt của cuộc tập trận này là triển khai lực lượng phản ứng nhanh của NATO đến Ba Lan, quốc gia nằm ở vùng phía đông của Liên minh và cũng là quốc gia giáp Nga. NATO cho biết hơn 50 tàu từ tàu sân bay đến tàu khu trục cùng hơn 80 máy bay chiến đấu, máy bay trực thăng, máy bay không người lái, drone và ít nhất 1.100 phương tiện chiến đấu khác gồm 133 xe tăng, 533 xe chiến đấu bộ binh sẽ tham gia vào cuộc tập trận khủng này. Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho rằng cuộc tập trận 90.000 lính của NATO là dấu hiệu họ muốn quay lại với các mưu đồ thời chiến tranh lạnh. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko nói trong cuộc phỏng vấn RIA rằng những cuộc tập trận này là một yếu tố trong giao tranh lai do phương Tây khởi xướng nhằm vào Nga. Cuộc tập trận với quy mô như vậy đánh dấu sự trở lại không thể thay đổi của NATO với các mưu đồ thời chiến tranh lạnh khi họ lập kế hoạch quân sự, chuẩn bị các nguồn lực và cơ sở hạ tầng để đối đầu với Nga. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pháp Sebastian Lecanu tuần trước thông báo nước này sẽ chuyển giao cho Ukraine 50 quả bom tăng tầm Hammer mỗi tháng từ nay đến cuối năm 2024. Ông cũng cho biết mẫu bom này vốn được thiết kế để trang bị cho chiến đấu cơ Mirage và Rafale đã được chỉnh sửa để có thể gắn trên máy bay do Liên Xô sản xuất trong biên chế không quân Ukraine, song không tiết lộ dòng cụ thể. Ông Le nhấn mạnh, loại bom này sẽ giúp quân đội Ukraine tập kích mục tiêu nằm sâu sau phòng tuyến Nga. Hammer là bom tăng tầm do Tập đoàn Quốc phòng Safa của Pháp phát triển từ những năm 1990, được đưa vào biên chế quân đội nước này từ năm 2007. Về mặt kỹ thuật, nó là loại bom thông thường được hoán cải thành bom thông minh bằng việc gắn thêm kit chuyển đổi, tương tự dòng JDAM do Mỹ sản xuất. Bản tiêu chuẩn gồm một quả bom 250 kg với hệ thống dẫn đường gắn ở phần mũi và bộ kit tăng tầm REK ở phần đuôi. Hammer còn có các phiên bản sử dụng bom 100 kg, 500 kg và 000 kg. Kit chuyển đổi của nó cũng có thể được dùng với bom xuyên phá bong ke BLU-109B nặng 900 kg của Mỹ. Bom sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính hỗ trợ bởi định vị vệ tinh GPS, giúp nó có thể tấn công chính xác mục tiêu cố định đã được cung cấp tọa độ cụ thể. Một số biến thể được trang bị hệ thống dẫn đường ở pha cuối, như đầu dò laser bán chủ động hoặc cảm biến ảnh hồng ngoại, giúp nó có thể tập kích cả mục tiêu di động và tăng độ chính xác của đòn đánh. Trước đó, Tổng thống Macron thông báo sẽ chuyển 40 tên lửa hành trình SCAP, có cách gọi khác là Storm Shadow, và hàng trăm quả bom chưa rõ chủng loại cho Ukraine để đối phó lực lượng Nga. Ông chủ điện Elise nói với các phóng viên rằng ưu tiên của châu Âu là ngăn Nga giành chiến thắng. Tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow Scarp EG do Anh và Pháp hợp tác phát triển có tốc độ tối đa 1.000 km một giờ, đủ sức đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách 250 đến 560 km tùy biến thể. Mỗi quả đạn có giá hơn 3 triệu đô la Mỹ. Không quân Ukraine sử dụng chúng để tấn công những mục tiêu giá trị cao, được lưới phòng không bảo vệ và nằm sâu trong lãnh thổ Nga kiểm soát ở phía đối diện, lực lượng nga bắt đầu triển khai mẫu UAV hỏa ngục mới có thể thả cùng lúc chín quả lựu đạn theo kiểu giải thảm xuống chiến hào. Nhà sản xuất máy bay không người lái UAV Rustenodron cho biết họ đã bàn giao hàng trăm mẫu UAV FPV góc nhìn thứ nhất mang tên Inferno hỏa ngục do công ty này sản xuất cho lực lượng nga đang chiến đấu tại chiến trường Ukraine. Đồng thời công ty cho biết thêm lực lượng này đã bắt đầu sử dụng chúng để tấn công các mục tiêu của đối phương. Đại diện RusTenoDrone cho biết thêm. UAV Hellfire Hỏa Ngục có thể mang theo 9 quả lựu đạn. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, nó sẽ bay lượn trên các chiến hào của lực lượng Ukraine, mở khoang chứa và thả lựu đạn theo loạt 3 quả cùng một lúc. Cách thức này giống như ném bom giải thảm, nó sẽ tạo ra sự sát thương lớn hơn. Ngoài ra, UAV này cũng rất hiệu quả khi tấn công các mục tiêu khác như phương tiện bọc thép hạng nhẹ. Theo Rustin Udron, UAV Hellfire được trang bị thêm một camera chỉa xuống mặt đất để quan sát mục tiêu, giúp cho nó có thể giải lựu đạn xuống chiến hào một cách chính xác trong lúc đang bay, thay vì phải bay lượn để xác định vị trí của đối phương như các loại UAV chỉ có camera phía trước. Công ty cũng cho biết UAV Hellfire có thể mang tải trọng vũ khí 4 kg, tầm bay khoảng 5 km, có thể mang theo lựu đạn VOG17. GP-25 và các loại đầu đạn khác được thiết kế để thả xuống từ máy bay không người lái, bao gồm cả đạn phân mảnh và đạn nổ có sức công phá lớn. Cùng với pháo binh, UAV đặc biệt là dòng FPV hiện đang là một trong những vũ khí chủ lực trên chiến trường Ukraine. Cả Nga lẫn Ukraine gần đây đều tăng cường sử dụng UAV, đặc biệt các mẫu mang thuốc nổ để tấn công tự sát và tập kích mục tiêu giá trị. Loại vũ khí này đã chứng minh được hiệu quả trong việc tấn công vào các mục tiêu có giá trị cao như xe tăng, xe bọc thép, chiếc uav này sẽ tấn công tự sát vào những vị trí dễ bị tổn thương nhất trên xe nga và ukraine đều mất nhiều xe tăng thiết giáp và nhân lực vì loại vũ khí này cũng như phải triển khai nhiều cách để đối phó với uav của đối phương